Anh nhận em làm em gái. Ông có khùng không? Từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn, anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bả kiếm được em. Bả mê, giống như bả nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên, thì em mới vô em kiếm nick ảnh, xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện, rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không, rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn hò ra gặp ở ngoài chùa bà. Vậy hả? Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay. Rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em dạ ở lên. Ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái, mà bả thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà em gái tôi ơi. Bả nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm, mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi, nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê Võng này vui lắm. Nó ủa cà phê Võng bụi đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ, cũng vô cà phê Võng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái Võng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái Võng. Rồi ngủ vô đây chi, tức nó sao đây này má bị lẳng lãng, sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái Võng. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh gì, sao là cà phê Võng? Phải do là lúc đó em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy cái mặt ổng luôn, ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là có xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê Võng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe mà em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê mình càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự mình là lúc đó em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn luôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương, sáng quay cái, tối quay cái. Rồi cái vòng buổi trưa đi đâu? Không biết. Tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay, mà quay sáng cái, trưa cái, giờ đi đâu?
nói thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác không kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Ờ vậy thôi vô đi. Nói không được, vô đó sợ ma lắm. Bà không thiệt lòng, nó thôi vậy thôi thì em lên em coi em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm giữa đầu. Rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Đó, ghê. Chưa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai, có luôn. Đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta. Mà quấn khăn rồi chườm gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Chườm hoài cái đầu quay ra nói, chồng ơi, chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ, nghiêm túc. Dạ. Cái rồi... Em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt ổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Cái bụng trời không, bụng lùm lùm nó bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự vậy đó. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ ba rồi phải không? Chỉ luôn, chỉ quạo à. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, hai nhiều đứa. Rồi. Dạ ba đứa nhỏ một tuổi. Một tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là ba tuổi rưỡi. Bốn năm. Các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là dạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like luôn mà. Chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong. Tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo. Ông gì đây? Tụi em ly dị. Ly dị. Tự nhiên là chưa gì ly dị. Phải có lý do chứ. Ly dị. Để tôi về, chạy về tới nơi. Ông trả lời đi. Cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè. Ông đi sinh nhật, ông kêu ai là bà xã. Cái bà đưa nguyên clip bà coi 20 phút em coi hoài. Ủa tôi nằm chỗ nào nè? Tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao? Nè, cái khúc này nè, tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi. Giọng ông đúng không? Mà y chang chị ơi, trời ơi, trời. Y chang. Nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em tua đi tua lại, em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng, là em mới điện cho ổng là em đòi ly dị liền. Trời ơi. Mà chỉ nghe cái giọng thôi. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang? Thì em minh quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em up hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Thôi sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà, trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt, nghiêm túc. Tới em đó Quyên, có tật xấu gì không? Ông có tật xấu ít, cũng ít chứ không có nhiều. Chưa? Em nói thiệt. Thôi đi em. Ông chứ là nhậu về cái ông ngủ ông ngái á, cái em lấy cái phủ trang ra tới, cái em bịch lại cho ông thở trong đó, cho ông ngái mình ổng vậy. Trời ơi, nó tắt thở cái đó, cũng dài lưng rồi, dạ đưa cái gối đè luôn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không, có nấu ăn, từ hai chồng thích nấu ăn á. Nấu ăn ngon không? Nó ngon, mỗi lần nấu là hai chồng mới lộn. Cái sở thích ổng khác, ví dụ em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời ơi, bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở hay ngon, bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là gây lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hơn với ông nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chú hay giận. Giận lắm. Không thích là vali, đồ đạc bỏ vô. Bỏ vô đi. Đi. Mà đi ra tới cửa không kêu lại tụi quay vô. Y chang vậy luôn đó. Ừ, quay vô. Dạ. Thiệt. Có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nè? Nhấp, coi xem có kêu hay không. Có kêu hay không. Mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó, dạ, có vài mấy lần. Mấy lần trước kêu, thôi chồng ơi, đừng giận, đừng bỏ vợ về Sài Gòn. Cảm thấy lên, lần này thôi nha. Lần này thôi nha. Là vô là vợ chồng về, làm riết bị lờn. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng. Trời cái bạn sao đâu Nguyên, đứng lên nựng thử ông Nguyên. Làm y như đây, đây y xuống đi. Đó nựng đi. Mặt em là vậy đó. Nhưng mà em khoái. Khoái những cái như vậy á. Rồi giờ
Em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu, sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế hề em đó, là em là kèo trên đó nghe. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Còn cái gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Có muốn nói gì vợ nữa không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái ba ly. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nào. Đứng cứng như cây củi vậy đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe.